Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay là chủ nhật đấy, và mình vẫn làm video cho các bạn xem. Các bạn thấy mình chăm chỉ không? Ở sau mình nó xanh lè này, dừ nhá. Setup lại ánh sáng tí. Ok, đủ sáng rồi nhưng vẫn xanh. Do mình set sai cái white balance ở trên máy ảnh. Ok, có vẻ ổn rồi. Đấy thì các bạn nếu mà setup ánh sáng các thứ không chuẩn ấy, thì màu mè các bạn nó sẽ giống như ở ma ấy. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tìm cái chủ đề cho kênh của bạn nhé. Với lại cái chủ đề cho video ấy. Thì hôm trước mình có làm một cái short là hướng dẫn các bạn làm nào để làm video có nhiều view, bằng cách là các bạn dựa vào cái câu hỏi của người dùng, câu hỏi của mọi người, sau đó bạn chỉ việc làm một cái video trả lời câu hỏi thôi. Thì có một số bạn thì hỏi là anh ơi làm nào để biết được là cái lượng tìm kiếm là bao nhiêu, volume search là bao nhiêu, rồi cạnh tranh là bao nhiêu. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool nhé. Cái tool mình sẽ hướng dẫn ở trong video này là TubeBuddy. TubeBuddy thì mình có cả cái phiên bản trả phí và phiên bản miễn phí, và kiểu VidIQ mình cũng có luôn. Tại vì TubeBuddy và VidIQ nó là hai cái tool rất là nổi tiếng ở trên thế giới về cái việc mà kiểu trợ giúp cho YouTuber ấy. Nhưng mà có một cái khuyến cáo là cái này nó không phải là cái để giúp cho các bạn tăng view, tăng sub các kiểu đâu nhé. Nó chỉ là một cái công cụ để nghiên cứu dữ liệu, gọi là nghiên cứu data ấy, big data của YouTube ấy. Sau đó là nó sẽ khuyến nghị cho mình cần làm gì, và mình vẫn phải làm đủ mọi thứ để kênh của mình có thể phát triển và có kiếm được view. Ok, giờ đi vào màn hình nhé. Trước tiên ấy thì các bạn sẽ phải cài cái extension ấy nhé. Cái extension là cái TubeBuddy ấy. TubeBuddy lên thì các bạn sẽ vào Chrome của các bạn nhé. Ví dụ mình sẽ vào Chrome này, sau mình gõ vào là TubeBuddy, TubeBuddy.com, hoặc các bạn có thể ấn vào đường link mình đặt dưới phần mô tả ấy. Nếu mà các bạn muốn mua thì mình có mã giảm giá đấy, mã giảm giá của TubeBuddy để dưới mô tả luôn. Sau đó bạn nhấn vào nút này nhá, install free now. Còn nếu như bạn nào muốn xem price, tức là cái bảng giá của TubeBuddy ấy, bạn ấn vào đây nhá. Bảng giá nếu mà nó sẽ có cái bản miễn phí, extension miễn phí thì nó sẽ giới hạn rất là nhiều thứ. Thế còn bạn muốn mua ấy thì nó cái đây, cái bản pro này có 2.8 đô một tháng thôi. Cái này thì cho những ai mà bắt đầu làm YouTube và muốn tiếp cận với các cái tool mới, tức là khuyến nghị cho những người mà làm YouTube mà có ít hơn 1.000 người đăng ký. Thế còn cái này gói Legend, mình thì đang dùng gói Legend này thôi nhé, 21.20 đô một tháng cho những người mà có nhiều hơn 1.000 người đăng ký. Thường thì bạn dùng cái gói này là bạn đã tiếp cận được gọi là đa số rồi, nhiều cái hay rồi, không cần phải gói Enterprise này đâu. Ok, quay trở lại đây nhé. Ví dụ mình install free, mình thì install rồi, tức là mình cài đặt rồi ấy. Nhưng mà mình sẽ ấn vào đây, bạn sẽ ấn vào install free này, install free now, nó sẽ mở ra một cái Chrome extension, bạn phải tải về cài đây extension. Đây là Gmail của mình nhé. Đây cái TubeBuddy đây nhé, nó sẽ ra cái TubeBuddy như này. Sau bạn nhấn vào cái nút này là ở chỗ này để cài đặt nhé. Đây là mình cài rồi, đâm ra nó sẽ bảo mình là gỡ ra. Đó, thì thôi mình sẽ cài lại, đúng không? Bây giờ mình sẽ remove cái này đi, xóa cái này đi, xóa để mình cài lại cho bạn từ đầu, không thì các bạn lại bảo là anh làm đường tắt em không biết. Rồi ok, bây giờ sẽ ấn vào Add to Chrome. Đó. Tất nhiên cái Chrome của bạn thì bạn phải đăng nhập bằng cái tài khoản Gmail của bạn rồi nhé. Ok, thêm tiện ích. Cái này mình dùng đến khoảng 2 năm rồi, đúng không? Không có vấn đề gì cả với kênh YouTube rồi là dữ liệu các thứ cả. Đúng là các bạn có thể dùng hoàn toàn yên tâm, chắc chắn 100%. Ok, đang thêm vào Chrome. Ok, bật tính năng đồng bộ thì mình không cần. Rồi, bây giờ sau khi nó thêm vào Chrome rồi ấy, thì bạn phải sign in nhé. Sign in tức là đăng nhập vào ấy. Mình sẽ ấn vào đăng nhập đã. Sign in. Rồi sau đấy mình sẽ ấn vào đây, sign in with Google nhé, tức là đăng nhập bằng tài khoản Google của mình. Ấn vào đây. Ok, cái này quảng cáo thôi, các bạn không cần quan tâm đến cái này. Đó, đây là cái tài khoản Google của mình này, tài khoản Jackie Nguyễn này, tài khoản này là tài khoản Legend nhé. Ok, sau khi các bạn cài rồi, ok rồi thì bây giờ các bạn đi lên YouTube nhé. Các bạn mở YouTube ra. Ví dụ đầu tiên ấy là mình sẽ dùng cái tài khoản miễn phí để cho các bạn xem nó có những cái tính năng gì nhé. Đây là cái tài khoản miễn phí này. Đây là cái kênh của mình nhé, kênh Việt Nam nhé, e-learning supporter miễn phí này. Cái chỗ này là VidIQ nhé, còn cái bên này thì là TubeBuddy. Mình sẽ bật vào đây, ấn vào Your Channel nhé. Đó, bây giờ nó sẽ yêu cầu bạn là phải đăng nhập vào TubeBuddy. Ấn vào đây để đăng nhập vào TubeBuddy. Ok, sign in, và bạn phải đồng ý với điều khoản của nó. Sign in with TubeBuddy, rồi sign in with YouTube. Nó chọn account của bạn nhé, ví dụ đây là cái account kênh Việt Nam của mình. Ok, sau phải đồng ý với các cái điều khoản nó tiếp cận với kênh YouTube của bạn. Ấn vào Allow ấy nhé, cho phép.
Nó rất đơn giản thôi, những cái bước này nhỏ nhỏ này các bạn cứ làm theo mình là được, không cần phải kiểu phân vân nhiều. Ok, sau khi đã vào được kênh của mình rồi, cài được cái TubeBuddy rồi nhé. À, đây chức năng đầu tiên nhé. Đầu tiên là các bạn có thể nhìn ở đây nhé, nó sẽ có các cái thống kê cho kênh của mình, view bao nhiêu, sub bao nhiêu. Đây là view trong vòng 30 ngày nhé. À, các bạn có thể nhìn này, subscriber trong vòng 30 ngày đấy, có bao nhiêu ở đây. Kênh này thôi nhé, đây là kênh của mình. Thế còn bạn có thể xem được cái kênh khác nữa thì cũng thế thôi. Bạn xem kênh khác nó cũng thống kê ở đây, xong nó so sánh kênh của bạn với kênh của người ta như thế nào. À, thế còn để mà tìm kiếm cái chủ đề nhá, tìm kiếm cái chủ đề ở trên YouTube ấy, thì mình sẽ thường ấy, mình có thể mình ấn vào cái ô tìm kiếm này ở YouTube nhá. Ví dụ một chủ đề mà rất là hot hiện nay nhá, là kiếm tiền online. Kiếm tiền online đúng không? Đây mình gõ không giấu. À, bạn ấn vào đây, sau bạn enter. Ở đây là cái gợi ý của YouTube này. Thì bạn ấn vào kiếm tiền online, bạn gõ vào đây cái thì nó sẽ ra các cái cụm từ để nó khuyến nghị cho các bạn ấy. Thì các bạn có thể dựa vào đây để các bạn làm video. Tuy nhiên là các bạn không nhìn được là lượng search bao nhiêu, tức là lượng tìm kiếm bao nhiêu, rồi là kiểu cạnh tranh bao nhiêu như thế nào. Thì các bạn nhìn sang bên phải này, sau khi các bạn cài cái TubeBuddy nhé. Cái này có mấy cái của VidIQ, nhưng mà thôi mình sẽ tắt cái của VidIQ đi, tắt cái bản tìm kiếm của VidIQ. Đây, tắt của VidIQ đi thì nó chỉ có TubeBuddy thôi. Ví dụ ở đây phần Search Explorer, tức là bật liên quan đến phần tìm kiếm. Ở đây các cái keyword này, keywords tức là những cái tìm kiếm liên quan. Kiếm tiền online trên điện thoại này, kiếm tiền online trên điện thoại uy tín này, kiếm tiền online này. Thì đây là cái bản miễn phí, đâm ra là nó chỉ giới hạn cho mình có mấy cái cụm từ tìm kiếm này thôi. Và bạn kéo xuống dưới này, nó có những cái tag này, kiếm tiền online, kiếm tiền tại nhà, kiếm tiền trên mạng. Đó, thì những cái này nếu như bạn nâng cấp lên nhé, nâng cấp lên cái bản Pro hoặc là bản Legend như kiểu mình ấy, thì các bạn sẽ xem được nhiều hơn nhé, tí mình sẽ chỉ cho các bạn. À, còn ở đây ví dụ cái tag này bạn có thể tạo ra cái tag mới nhé, bạn copy cái tag này xong bạn tạo một cái tag mới. Thì khi mà ở trong cái phần up video ấy, bạn chỉ việc add cái tag này vào thôi, bạn thêm cái tag này vào thôi là nó kiểu hiện ra một loạt từ khóa rồi. Bạn không cần phải thêm tag nhiều mỏi tay. À, ok, đây là cái thứ nhất là ở ngay trang này nhé. Ngoài ra thì nếu mà bạn có TubeBuddy, bạn có thể nghiên cứu từ khóa để tìm topic cho video của bạn bằng cách là bạn ấn vào đây, ấn vào cái công cụ TubeBuddy này nhé. Sau đó bạn nhấn vào phần Keyword Explorer, tức là tìm kiếm từ khóa, bạn ấn vào đây. Đó, thì ở đây nó sẽ cho phép bạn là gõ nhé. Để bây giờ mình sẽ bật tiếng Việt lên. À, bật tiếng Việt lên mình tìm kiếm cho các bạn nhé. Bật tiếng Việt lên này. À, bây giờ ví dụ bạn làm về chủ đề gì, vẫn là chủ đề kiếm tiền online nhé. Chẳng hạn ví dụ mình sẽ gõ vào là kiếm tiền online tại nhà, đúng không? Đấy, cho học sinh. Ở đây nó có gợi ý cho mình này, kiếm tiền online tại nhà cho học sinh. Nhưng mà mình sẽ search cái chủ đề này trước này, kiếm tiền online tại nhà trước nhé. Ấn vào Explore, bắt đầu để tìm kiếm. Ok, thứ nhất là cái điểm của TubeBuddy nó chấm cho cái chủ đề này là very good. Thì ở cái very good này nó có cái kim này nhé. Nếu đến chỗ này nó là excellent ấy, thì là rất tốt. Tuy nhiên bạn nhìn xuống ở dưới này nhé, gồm có cái điểm này nó phân tích, tức là công cụ nó phân tích cho các bạn. Một là search volume, tức là cái lượng tìm kiếm. Lượng tìm kiếm là excellent, tức là rất tốt. Còn mức độ cạnh tranh là fair, trung bình, là bình thường thôi, không có sao cả. Và cái điểm tối ưu là excellent, là kiểu xuất sắc. Thì điểm tối ưu này ấy, là nếu như bạn làm về cái topic này thì là có rất là nhiều người quan tâm. Đó, điểm tối ưu. Ở dưới này nó có ghi này, video insert result, tức là video trong cái kết quả tìm kiếm là 16 triệu. Monthly search, tức là hàng tháng thì các bạn phải nâng cấp lên thì các bạn mới nhìn thấy được. Ngoài ra nó cho mấy cái gọi là tìm kiếm ở bên này. Kiếm tiền online tại nhà cho học sinh, kiếm tiền online tại nhà 2022, online tại nhà cho sinh viên. Ở trên này thì có về các nền tảng, ví dụ YouTube này. YouTube là trong vòng 30 ngày này, 12 tháng này. Xong rồi Google này, ấn mở nếu mà trên Google cũng có này. Video topic này, comment tag này, tất cả những cái này nhá, thì nó sẽ giới hạn một tí. Nó giới hạn một tí ở cái chỗ là đây là cái bản miễn phí. Tuy nhiên là bạn chỉ cần nhìn sơ sơ như này đã ok rồi nhé. Là bạn có thể bắt đầu làm một cái video về cái topic này, kiếm tiền online tại nhà. Ví dụ bạn có thể search thêm nữa cho học sinh, tức là thêm một cái topic nữa mà cho nó kiểu nó sâu hơn một tí ấy, nó kiểu đi vào cái ngách ấy, dành cho học sinh ấy. Đó, thì bắt đầu là cái điểm này, điểm tối ưu excellent luôn, 100/100. Thì bây giờ bạn chỉ việc copy cái này thôi và bạn
làm một cái video hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà cho học sinh. Bởi vì excellent ấy, good ấy, excellent ấy, tất cả những cái này đều là excellent hết, tốt hết. Thì đây là cái mà miễn phí của TubeBuddy. Thế còn nếu như mà bạn chuyển sang cái trả phí thì nó sẽ cho bạn xem được nhiều hơn nhé. Ví dụ, nói thêm là cái phần miễn phí này các bạn có thể xem cái kết quả nhé. Cái kết quả tìm kiếm là nó gồm những cái gì, bạn ấn vào result này. Đấy, thì nó nói kênh này, kênh Diệu Nguyễn này, kênh e-learning supporter là kênh này của mình là không có 0/20 kết quả tìm kiếm. Kênh của bạn Diệu này là có 4/20 nhé. Và bạn đã xem được là những cái video nào mà đứng top này. Top 1 này, 2, 3, 4 này. Đấy, 6 cách kiếm tiền online từ xem YouTube sinh viên, học sinh đều làm được. Mình thấy bạn này kiểu lượng người sub thì ít ít thôi. Nhưng mà những cái video của bạn ấy đang kiểu đang được viral, đang được YouTube đề xuất nhiều ấy. Nhưng mà các bạn nếu mà muốn xem ấy, làm theo ấy, các bạn cũng cẩn thận nhé. Vì không phải là cái gì bạn ấy hướng dẫn cũng đúng. Mình thì không comment trên kênh của bạn ấy, nhưng mà mình cảm thấy là có một số cái kiểu mẹo trick ấy, hướng dẫn nó không đúng lắm. Ví dụ như là cái video mới nhất mình xem là về Midjourney chẳng hạn, bạn ấy tạo ảnh, tạo viết các thứ, xong rồi kiếm được bao nhiêu tiền từ Midjourney thế này kia. Nhưng mà thực ra cái Midjourney ấy, mới đầu vào bạn phải đăng ký tài khoản Discord, sau đó là kiểu chỉ tạo được hai mấy cái ảnh thôi. Còn nếu mà bạn muốn kiếm tiền từ cái ứng dụng đấy, bạn phải tạo rất là nhiều ảnh. Đơn giản là xem thì nhớ để ý. Đó là phần kết quả. Ok, đây là summary. Như vậy là ok rồi. Ví dụ mình sẽ làm, có thể làm một cái video về kiếm tiền online tại nhà cho học sinh, nếu như mình có kiến thức về lĩnh vực đấy. Còn lĩnh vực khác chẳng hạn, ví dụ bạn làm về giảm cân nhé. Ví dụ làm nào để giảm cân hiệu quả, đúng không? Làm sao giảm cân hiệu quả. Đó, bạn enter để xem cái chủ đề này nó như thế nào. Unweighted là chung chung nhé, chung chung thì là ok. Và đó là xem, excellent. Tức là rất là nhiều người quan tâm đến việc làm sao để giảm cân hiệu quả. Search volume, good, chứ không được excellent nhưng mà cũng ok. Lượng search, lượng video ở trong công cụ tìm kiếm là 14 triệu này. YouTube này, Google này, nói chung là ok. Cái chủ đề này ok, và xem vào kết quả này. Kết quả result thì có Dr. Hiếu này, 7 thực phẩm ăn chay hiệu quả, cách giảm cân hiệu quả. Ây da, bài này 1.3 triệu view, 5 phương pháp ăn kiêng đơn giản cho người mới bắt đầu, Dr. Hiếu. Đấy, thì các bạn có thể làm cái tương tự như thế. Thì đây là cái miễn phí nhé. Thì nếu như mà bạn chuyển sang cái trả phí, ví dụ mình bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tài khoản Legend của mình nhé. Trả phí thì nó sẽ nhiều cái hay hơn nhé. Ok, đây là cái tài khoản mà Legend của mình nhé. Thì làm tương tự như thế, mình sẽ tìm kiếm ở đây. Ví dụ chủ đề kiếm tiền online, mình enter để xem là nó khác biệt giữa cái việc là dùng miễn phí với lại dùng trả phí nó khác nhau như thế nào. Ở đây nhá, các bạn nhìn này, phần Search Explorer nhá. Cái phần này bây giờ nó sẽ show luôn ra tất cả những cái keyword score, tức là những cái điểm mà mình phải đi vào cái phần Keyword Explorer ấy, ở đây. Thứ hai nữa là tất cả những cái phần mà tìm kiếm liên quan này. Các bạn nhìn thấy ở đây là phần tìm kiếm liên quan nó dài vãi chưởng luôn. Đó, rất là nhiều nhá. Kiếm tiền online trên điện thoại, Hồ Duy Long. Kiếm tiền online ở Mỹ, kiếm tiền online cách chiến thắng nhanh, kiếm tiền online thời nay phải làm gì. Rất là nhiều nhé. Kiếm tiền online tại Mỹ, rồi đấy. Kiếm tiền online 2023, kiếm tiền online trên máy tính. Và cái tag này cũng thế này. Ở dưới này cái tag này cũng danh mục rất là dài luôn, dài ngoằng luôn. Thì các bạn có thể copy cái tag này, sau đó các bạn tạo một cái tag mới. Ví dụ ở đây mình có tạo tất cả tag mới này, thì mình không cần gõ lại nữa, đúng không? Đó là sự khác biệt giữa cái tài khoản Legend và tài khoản miễn phí. Thế còn nếu mà các bạn đi vào trong nhé, bây giờ các bạn đi vào trong, các bạn cũng ấn vào đây, bạn vào phần Keyword Explorer. Đó, bây giờ ví dụ mình sẽ search một cái gọi là cái cụm từ là kiếm tiền nhé, online uy tín chẳng hạn. Đó, enter thì nó sẽ thêm cho mình nhiều thông tin hơn so với lại cái tài khoản gọi là miễn phí. Ok, uy tín, cái này hơi poor thôi, để kiếm tiền online tại nhà thôi. Cái điểm nó thấp. Ok, weighted là cái phần là nó tối ưu cho kênh của mình. Kênh của mình thì kém, để mình làm cái xem cái unweighted. Unweighted tức là kiểu chung chung ấy, mọi người làm chung chung thì ok. Ở đây, very good. Volume bao nhiêu này? Xong rồi lượng video bao nhiêu rồi, rồi những cái tìm kiếm liên quan này. Đấy, rất là nhiều cái tìm kiếm liên quan. 5 cách kiếm tiền online tại nhà, các công việc kiếm tiền online tại nhà, cách kiếm tiền online tại nhà Kirby, cách kiếm tiền online tại nhà cho sinh viên. Đây là những cái mà người ta tìm kiếm ấy, thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể làm được, làm về cái chủ đề như này. Và cái lượng tìm kiếm này excellent, rất là nhiều.
Thế còn ở đây nhá, tài khoản Legend ấy thì các bạn có thêm rất là nhiều tính năng nhé. Ngoài cái tính năng mà các bạn nghiên cứu từ khóa topic này ra ấy, thì các bạn có thêm những cái tính năng, ví dụ mình muốn ở trong mô tả của mình có viết một cái thứ gì đấy mà mình muốn thay ấy. Mình muốn thay nó hàng loạt, nó thay cho hàng nghìn video luôn ấy, thì mình cũng có thể dùng cái công cụ TubeBuddy này được. Ngoài ra nó còn rất là nhiều cái, ví dụ ở đây bạn kích vào TubeBuddy này, Sell Topic, Video Topic Planner này, Suggested Short này. Ví dụ cái này là cái mới nhé, nó sẽ phân tích các cái video của mình nhé, sau nó thấy cái đoạn nào mà làm short thì sẽ có nhiều view được YouTube suggest ấy, thì nó sẽ ấn vào đây, thì nó sẽ đề xuất cho mình làm, thì mình sẽ ấn vào chỗ này Suggested Short, nhưng mà nó chỉ là cái bản beta thôi, mình thì cũng chưa dùng. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ấn vào đây nhé. Ok, thank you, installing TubeBuddy, rồi ấn vào next làm sao. Đây, ở cái công cụ này ấy, thì nó sẽ đề xuất cho các bạn các cái video nhé, và nó sẽ tính cho bạn cái phần trăm retention, tức là cái sự chú ý của người xem ấy, tăng hay giảm như nào, bao nhiêu, thì từ cái đoạn nào đến đoạn nào bạn có thể làm short ở cái đoạn đó. Ví dụ ở đoạn này từ 806 đến 821 nhé, là mình có thể làm short cho cái video này. Ở dưới này có các cái video này, ChatGPT này, podcast này, tất cả những cái này nó đều thống kê cho mình. Chỗ nào mà retention nó cao ấy thì TubeBuddy nó sẽ gợi ý cho mình để mình có thể làm short ở đó. Thì nó chỉ là một trong các cái công cụ của cái bản trả phí thôi. Ngoài ra ở đây nhé, ví dụ ở đây nó có nhiều tool nữa nhé. Bạn có thể tìm kiếm và thay thế các cái chữ rồi link ở dưới phần mô tả ấy, đồng loạt luôn cho rất là nhiều kiểu video của bạn luôn. Ở đây, đấy, mấy cái này, thumbnail này, bạn có thể thiết kế ảnh đại diện các thứ bằng công cụ TubeBuddy này luôn cũng được. Ok, tóm lại là ngắn gọn thế thôi. Thì nếu như các bạn muốn tìm hiểu xem là người ta tìm kiếm cái gì, rồi search bao nhiêu, rồi là cái điểm tối ưu cho cái topic, chủ đề của các bạn ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ TubeBuddy. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Nếu các bạn không muốn bỏ tiền ra, các bạn cứ dùng cái bản miễn phí cũng được. Bản miễn phí thì nó hơi hạn chế một tí, nhưng mà mình vẫn có cái cơ sở để mình kiểu nghiên cứu từ khóa ấy, nó sẽ dễ dàng hơn so với việc là bạn chỉ kiểu động não để suy nghĩ trong đầu thôi. Còn nếu như bạn nào muốn khai thác dữ liệu sâu hơn ấy, thì các bạn có thể mua cái bản trả phí của người ta, bản Pro hoặc là bản Legend đều được. Mình thấy là chi phí nó cũng hợp lý thôi. Link để cài đặt các thứ thì mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả nhé. Kể cả mã giảm giá cho cái TubeBuddy này mình cũng đặt ở dưới phần mô tả luôn. Ok, video cũng tương đối dài rồi. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.